Vâng, trận đấu rất quan trọng, chung kết trong trận đấu thứ hai. No. Egypt, AC, thấy bảo có Greg gì đấy, ông nào cùng Greg đây. AC Sumia Mark lượn qua bên phía đối phương. AC Mark Ia bên mình thì Thành Đắc là người cầm min ngoài cánh, Hưởng cầm pơ chắc trong cánh rồi, Sương IS là người cầm Greg. Hào cầm Egypt, Egypt trong cánh dành cho game thủ Mạnh Hào ở trận thiếu này. Rồi Greg ở trong cánh đến từ Trường, Min Wan ở đầu cánh, Pơ ở đầu cánh. Đã thấy voi dành cho game thủ Văn Hưởng rồi, chúng ta hãy cùng xem Văn Hưởng đánh. Đội bạn là Su Messi, Mark Ia, Mark C trong tay thủ Tịnh Văn. Khả năng cao sẽ tìm Mạnh Hào, nó rủi y ngay. Còn AC ở Nông Đêm thì mình nghĩ là chắc nhà là Ma Làng Dương A, kiểu kiểu vậy. Bạn đi kiểm Ia chém đầu cánh, quan trọng nhất là Hưởng có cứa cổ được ông nào hay không thôi. Với bài cầm Persian này, hy vọng em sẽ đột biến. Thì đã thấy Hiêu gần va, voi gần nhà. Rồi, voi Hiêu rồi, đóng ép đầu ăn Hiêu cũng được, câu voi về đi. Đi dò thêm vòng nữa, thấy voi rồi Hiêu các kiểu. Sau khi lên đời mà bú, bắt đầu câu voi về. AC đội bạn ở đầu cánh này thì khéo lại còn nguyên cửa. Voi về ok, đóng e đi. Một mình Mẹ Hào sẽ đánh cung trong trận thiếu này. Min Wan không đánh được cung. Giá như Min Wan ở vị trí của khóc thì Min Wan Egypt ôm nhau đánh cung còn nghe được. Vâng, khóc báo về bài này cho Min Wan vào đây cũng không đánh được. Thế thì khê nhỉ. Thôi mình Egypt anh Hào tự thân vận động thôi. Mark C nó rủi thì phải chuyển A. Quan trọng là bên mình phải chém ưu. Chưa thấy bên kia Min Wan của Thành Lắc báo gì. Vâng, thấy bảo bài được. Trận chung kết trong trận đấu thứ hai. Vâng, chúng ta xa thêm một đoạn này chúng ta sẽ về bờ. Có voi kìa em ơi. Đây thêm con voi nữa rồi, bài 3 voi Hiêu đầu. Con voi kia thì ở hơi xa, tập trung câu con voi này về thôi. Ép đầu ăn cả Hiêu. Rất nhiều thao tác để cho thủ trẻ Văn Hưởng chúng ta. Thao tác khá nhanh. Trường thì gặp cái gì to tí te đấy. Ok, đây là S đầu, đưa hết dân lên trên này. Tí câu voi về rồi tí câu voi về VS này luôn cũng được. Rồi thêm quả phụ thêm voi, ok. Viper này ổn đấy. Vâng, mà 24 dân. Bên kia báo về bài được đến từ game thủ Thành Lắc và giết luôn nhà đầu cánh. Ok, bài này kích đời rồi. Vâng, ở đây đôi voi bãi của phụ. Bài này cũng ok luôn này. Hưởng báo về bài kích 9. Không nên đóng thêm nhà gì nữa em ạ, mà chỉ cần ăn gỗ và câu voi về thôi. Có một con voi xa xa nữa đấy. Đây, khả năng cao đấy, một đôi voi rồi. Rồi, đóng BB dần đi em ơi. Bò bãi vàng luôn. Một đôi không. Và như vậy một con lên đời xong còn nguyên hai bãi quả phụ. Và vẫn còn hai con voi đang được đưa về. Chỉnh lại dân gỗ cho đẹp đi. Ăn hai hit rồi kìa. Quái thế nhở, giật quá. Ui giời, càng phết đấy. Lên đời rồi BL. Hơi thiếu gỗ một chút xíu. Bên kia con gì lên sớm. Mark lên sớm, đây là BM để cho game thủ Văn Hưởng.
10 sớm thôi chứ không được 9. 9 giò đi. Báo về đội bạn lên hết rồi. Ui ơi, có giáp 6 luôn à. Kinh thế. Vâng, giật quá. Con voi tiếp theo được câu về dành cho game thủ Văn Hưởng. Đây là bãi vàng. Không, quay đầu. Đội bạn AC đi dâng A. Do đẩy đi. Chưa thấy gặp ai cả. Rất giật và quay đầu. Chết thêm thằng dân nữa. Vâng, Hưởng gặp ba à, xin lỗi là Thành Lắc gặp Max C. Hưởng thì chưa gặp ai trong 3 giờ. Bây giờ dò màu mấy đấy? Màu 7. Max C đã mất dò. Bây giờ nhà màu 7 Yamato bên phía đối phương. Vani L2. Màu 7 quay về dò thủ. Vâng, công giáp đầy đủ. Và bên kia thấy bị A vào rồi. 2L ăn gỗ mà thủ P không. Summer trên 12 giờ đã có tê thủ. Khóc báo về là như vậy. Sau đó bên này Persian vẫn chưa kin được gì. Tê Summer thấy bảo có giáp luôn. 2L vắt đều. Ông nào ăn đây này à, chắc là người đi dâng A đấy em ạ. Nên ăn bãi quả trên kia kìa. À đây có bầy hươu này. Tham 27 trên 36. Vâng, đây là màu 3. Khóc chứ không phải ai cả. Đồng đội. Vâng, có thủ B đến từ người cầm Yamato. Hiện tại thì vẫn chưa bánh xe và cố nghiến răng nghiến lợi chém được cái nào thì chém. Vâng, mất giò. Chuẩn bị vào trong cánh luôn thôi. Có voi ở gần đây nữa. Có bánh xe mất luôn con lạc đà rồi. Một bạn nhốt phù không? Không nhốt phù. Vẫn đang cố gắng đưa lạc đà lên. Vâng, cho ai chuyển máy rồi. Vâng, các bạn thấy hiện tượng giật lag thực sự là ảnh hưởng nhiều. Trường S 27 trên 32 Greg. Vâng, vào chăn AC luôn. Mấy giật thì cầm AC rồi. Máy máy của Thành Lắc. Vâng, 18 trên 44. Yếu vậy sao? Solo với Max C. Đi ăn hoang cái bãi quả. Anh Hào khỏe không? Đây là anh Hào. 43 trên 48. Nhà màu 6 bán về siêu xấu. Nhà anh Hào thì tôi đang chưa nhìn thấy thế khủng. Vâng, tham 42 lên cho Mạnh Hào. Anh đã bị mất tham bởi màu 8 vào. Chưa nghe tham 25. Chưa chăn được gì nhiều cả. Quá giật. Đây màu 5 đây. Tham cái DS nữa. Màu 5 đang không để ý. Cố nhút nhanh lên em ơi. Không, rồi bạn biết rồi. Máy máy của game thủ Thành Lắc. Tham 20. Chơi được Mark không? Rồi, không biết là Mark C chạy đi đâu rồi. Hào báo về đội bạn có hốc đẹp. Anh Hào tham 41. Để bắn đứa banh đẹp rồi. Màu 6 chết trực dần. Nhưng như thế liệu đã đủ. Còn Thành Lắc tham 24. Hưởng tham 21. Nó đau đầu với nhà Yamato này. Đi vào chăn những nhà khác đi em ơi, bỏ qua này đi. Tham 17 thôi. Vào đây phủ hết lạc đà bây giờ. Hào tham 47 đến 60.
ba con cung gờ vào đây. Qua đây. Xấu bên mình thì anh Hào nhà cũng xấu không kém. Bây giờ đội bạn đông quân quá. Đấy là anh Hào chưa bị đâm đi, nó cũng mới chỉ chém thôi đấy. Nếu mà nó đâm đi nó cũng không biết được nào mà lầm để hay quá nhờ. Anh lắc tham 28. Còn đâm đi. Bạn tụ rất trâu quần. Không chém được gì. Vâng, như vậy là thua 2C. C này chúng ta thua 3-2. Vào chung kết và thua, nhà xấu quá. Đen thôi. Vâng, như vậy là kèo đấu chúng ta chính thức dừng lại tại đây với kết quả thua chung cuộc 2C của đối thủ Team VTV. Xin lỗi Team Liên Quân. Vâng, buổi tuần trực tiếp của VTV chào biết anh xin phép dừng lại tại đây và cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý khán giả của bạn. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai.